Rồi, xin chào tất cả mọi người đã đến với cái kênh YouTube Tracy Hồng Kiều cũng như là những các bạn sáng nay sẽ tham gia trực tiếp trên Zoom của từ cộng đồng Gia Duyên. Các bạn đã đến với cái chương trình ngày hôm nay thì Kiều xin phép được bắt đầu chia sẻ vào một cái chuỗi về hai cái năm. Năm nay, sáng nay mình sẽ chia sẻ hai năm, là năm cá nhân số 7 và cá nhân số 8 của chuỗi thần số học chuyển hóa. Thì năm cá nhân số 7 nó cũng là một cái hành trình của cái năm đáy trong cái hành trình chu kỳ 9 năm, nó giống như cái năm cá nhân số 4. Và bây giờ thì trong cái năm số 7 này nó cần cái gì ở bạn? Nó cần bạn duy nhất một cái điều mà bạn cần phải mài dũa và kích hoạt nó, đó là niềm tin. Thì cái niềm tin này nó sẽ chuyển hóa bất kỳ cái tình huống nào mà bạn xảy ra trong cuộc sống của các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đi từng tháng của năm số nhân cá nhân số 7 nó có ý nghĩa gì trong cái hành trình chuyển hóa của mình, nhờ vào cái năm đáy số 7 mà mình chuyển hóa như thế nào. Thì mỗi người chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với Kiều ha, như là các bạn đang tham gia trực tiếp hôm nay. Thì như là thường kỳ thì đầu cái chuỗi năm cá nhân Kiều sẽ mất khoảng 1 phút để nói về cái cách tính lại của cái phần 8. Các bạn nên phải nghe lại cái phần 8 vì phần 8 rất là chi tiết từng năm cá nhân và nó nói đến cái chu kỳ chuyển đổi để bạn hiểu được về cái chu kỳ này nó ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc đời của chúng mình. Thì năm thế giới, mình cách tính năm cá nhân bằng cách tính năm thế giới ra rút gọn là thành một kiểu chữ số, rồi năm cá nhân cá nhân thì bằng lấy năm thế giới cộng với từng ký tự của số của tháng cộng với từng ký tự của ngày, sau đó mình sẽ ra một cái ký tự có hai cái chữ số mình rút gọn lại, giống như cái ví dụ của cái ngày sinh của Kiều ở đây, được không mọi người? Nó rất đơn giản như vậy, các bạn nên coi lại phần 8. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với năm cá nhân số 7. Năm cá nhân số 7 đây cũng là một năm đáy nhưng với một cái nghĩa là bạn cần tỉnh thức và phải biết cách để mà sống chậm lại và củng cố, giống như gọi là cái từ mà mình hay nói là sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn á. Đây là một cái năm mà bạn, nếu bạn không đi ngược, bạn đi phải đi thuận cái dòng chảy của nó. Nếu bạn đi ngược nghĩa là bạn vẫn ra sức không củng cố mà bạn giống như là bạn mở rộng hệ thống khuyết trương, bạn làm như cái năng lượng của cái năm cá nhân số 9, năm cá nhân số 1 thì bạn sẽ bị đuối. Khi vì năm cá nhân số 7 này là một năm đáy và một cái năm giống như gọi là đảo chiều để cho một bước tiếp tục bạn đến với năm cá nhân số mà gọi là cái chu kỳ kim tự tháp tiếp theo ở trước mắt mình. Năm nay mình không củng cố thì mình sẽ không đủ sức lên leo núi ở lên cái đỉnh cao nhất của mình ở phía trước ha. Nên mình phải nhớ về cái nguyên tắc gọi là thuận theo dòng chảy. Và năm nay nếu như bạn nào mà đủ tỉnh thức thì sẽ nhận ra vì mình chậm lại cho nên mình sẽ rất là tỉnh và mình sẽ nhận ra được rất nhiều bài học. Và đâu đó các bạn sẽ trở thành những bậc thầy của những trải nghiệm của mình. Mình sẽ rút ra những cái trải nghiệm này để cho cái hành trình chia sẻ, cũng như là thậm chí nếu bạn đủ một cái sự trải nghiệm bề dày lớn thì bạn có thể viết ra những cuốn sách, những cái chương trình hướng dẫn luôn á. Cho nên thành ra là bạn đừng có bỏ qua cái năm số 7 này, mình quay về bên trong của mình củng cố lại để viết ra nhiều hơn, cũng như là để tuôn chảy ở bên trong bạn nhiều hơn thay vì bạn tìm kiếm ở bên ngoài, được không ạ? À? Rồi cái tháng số 1 của năm cá nhân số 7 nó có ý nghĩa gì? Hôm nay thì Kiều nói luôn là Kiều dịch sách của thầy và Kiều chia sẻ lòng vào những câu chuyện trải nghiệm của Kiều, nên thành ra là Kiều rất là tôn trọng cái bản quyền của thầy, nên Kiều có những phần Kiều sẽ mà dịch không có kiểu như để mà dịch cho các bạn mà các bạn cảm thấy là nó có thể là ở góc nhìn của các bạn có thể dịch tốt hơn, thì Kiều vẫn có bản có đưa ra một cái bản tiếng Anh kèm theo để các bạn dụ như các bạn có thể xem lại, tại vì mỗi người sẽ có cái dịch toát nghĩa riêng, thành ra là đó là cái cách đi của cái bài giảng ha. Và sau này những cái chương trình giống như là những cuốn sách mà Kiều đọc mà có cái mang tính chất là translate lại thì Kiều sẽ đi dần dần, Kiều sẽ lồng vào tiếng Anh nhiều hơn, có nghĩa là mình sẽ song ngữ để cho những bạn, vì Kiều biết cái đối tượng mà các bạn xem thì có những bạn ở nước ngoài nữa. Thành ra là cái kênh này Kiều sẽ đi theo cái hướng đó cho các bạn tiện, thậm chí là các bạn có thể học tiếng Anh thông qua những cái này luôn. Nhưng mà Kiều sẽ không có đọc phát âm, tại vì phát âm Kiều không phải là chuẩn, thành chuẩn nhất để mà có thể đọc cho các bạn. Thì các bạn có thể lấy cái từ vựng này và các bạn thông qua những cái kênh để các bạn nghe lại về cái đọc phát âm tiếng Anh. Kiều chỉ chia sẻ bằng tiếng Việt thôi, Kiều có phụ đề ở bên bên cạnh là tiếng Anh thôi ha.
Rồi, đó là cái nói qua trước khi mình bắt đầu năm số 7. Tháng 1 của năm số 7, tất cả chúng ta phải học cách chấp nhận những điều mà chúng ta không thể thay đổi được. Có nghĩa là gì? Cái này là Kiều dịch ra và Kiều nói với các bạn để các bạn dễ hiểu ý này của thầy là đây là cái năm mà mình phải học cái cách chấp nhận, tại vì mình đã nằm ở cái mức năng lượng đảo chiều rồi, mình phải là nay là năm củng cố, mình đang có sự rất là năng lượng ở cái năm số 6 đúng không ạ? Và cũng đã có một cái sự nhắc nhở là tới năm tháng 10 của năm số 6 là đã chuyển sang cái sự giao thoa năng lượng với năm số 7 rồi. Cho nên khi mà bạn đã đến tháng thứ nhất của năm cá nhân số 7 rồi thì lúc này bạn phải chấp nhận đây là những cái điều không thể nào bạn thay đổi được nữa. Tất cả phải học cách để chấp nhận những cái điều đó, và đừng có cố gắng gọi là chuyển hóa nó, hoặc là giống như muốn đạt những cái kết quả nó lớn hơn mong đợi của mình nữa, mà ở đây mình nhìn nhận lại và củng cố cái những cái việc mà mình đã làm ở năm số 6. Vì năm sáu mình rất là nhiều sáng tạo ý tưởng, thậm chí mình có những sự đền đáp về mặt kết quả, về mặt tài chính cho chính mình luôn. Cho đến năm nay là mình coi như là mình phải chấp nhận lại và mình bắt đầu dùng một cái sự đảo chiều để mình bắt đầu củng cố và rút ra bài học ở cái tháng ngay tháng số 1 luôn. Và thầy khuyên là mình phải điều chỉnh, có nghĩa rằng là có thể là nếu như bạn, thầy nói câu là nếu như bạn mắc hoàn toàn là những cái người mắc cái những cái chứng bệnh gọi là nghiện nghiện cái sự tiến bộ liên tục thì lúc này đúng là một tháng rất là khó khăn cho bạn. Thì ví dụ như bạn đang là một năm rất là hứng khởi ở sáng tháng số 6, bạn rất là nhiều ý tưởng rồi, rất là tuôn chảy và rất là muốn triển khai nôn nóng, và mỗi ngày của bạn nó đều thăng hoa như thế. Cho nên là tự nhiên có một năm nó khởi sắc như vậy, xong tự nhiên nó chuyển sang năm số 7, nó quá gọi là nhanh so với những cái người mà thầy nói là nghiện sự tiến bộ, hay là mình muốn lúc ngày nào mình cũng có những cái sự nâng cấp hết, và mình không có học cách để sống chậm lại và chậm lại để củng cố. Thành ra lúc này có thể là một tháng điều chỉnh, nhưng mà nó sẽ đâu đó nó gặp khó khăn cho một số bạn. Cho nên các bạn phải học cái cách này, phải chấp nhận và biết điều chỉnh lại để mà cái dòng chảy năng lượng của mình nó tĩnh lặng hơn, để mình sâu hơn, mình bắt đầu mình kết nối sâu hơn với chính mình. Và cái tháng số 1 này có một cái, lúc nào mình cũng nói với các bạn là cái chữ gọi là hợp nhất luôn luôn xuất hiện ở năm đấy, đúng không ạ? Năm tháng số 4, ở năm cá nhân số 4 và năm cá nhân số 7. Cho nên lúc cái khi nào mà mình cần phải hợp nhất, tại vì đây là một cái năm mà mình cần phải củng cố lại, củng cố nghĩa là mình phải quay về với chính mình, mình hợp nhất với chính mình hợp nhất với giống như gọi là hợp nhất cái tiểu vũ trụ này với cái đại vũ trụ, và mình trở nên tái tạo hơn, mình học cái cách quay về bên trong của mình, rồi thậm chí là những cái công việc mà mình đang làm thì mình học cách củng cố nó, được không ạ? Và một lời khuyên ở đây là các bạn phải hành động khôn ngoan. Có nghĩa là gì? Thì vì đây là một cái năm số 7, và nếu như mà cái sự tỉnh thức và cái câu chuyện trước giờ bạn không có khiêm nhường học hỏi để có nhiều cái trải nghiệm cho cuộc sống của chính bạn á, thì cái ngay lúc mà mình chuyển giao đây á, thì nếu mình không hành động khôn ngoan thì tất nhiên rồi cái bài học nó sẽ trở thành một cái sự thử thách cho các bạn. Lúc này nó sẽ là có những cái mất mát đáng kể ha. Cái này là Kiều dùng cái ngôn từ trực vô luôn, có nghĩa là trực quan vào cho các bạn nhận diện được là nếu bạn không hành động một cách khôn ngoan thì ở đây nó sẽ trở thành một cái năm rất là mất mát đối với bạn. Thành ra là mình chỉ có vài tháng của cái năm số 7 này thôi, nên thành ra là bạn phải biết sống chừng lại, củng cố và hợp nhất, không có vung tay quá, được không? Thì đó là cái năm số 7, tháng thứ nhất của năm số 7. Và thật sự là Kiều ngừng lại một chút để Kiều chia sẻ với bạn cái trải nghiệm của Kiều khi mà Kiều rơi vào cái năm số 7 và năm 2013. Bản thân mình thì năm đó là cái năm Kiều được gặp một vị thầy lớn. Kiều đã từng chia sẻ với các bạn, một vị thầy lớn giúp cho Kiều giống như gọi là đánh thức cái con người ở bên trong mình luôn. Lúc này tất nhiên trước khi mình gặp được vị thầy lớn này là mình phải sẽ có những cái sự trở ngại, hoặc là giống như công việc của mình nó bắt đầu nó chững lại, hoặc nó cần mình có một sự cải cách nào đó cho nó và cái
trí sáng tạo của mình nó lại là không không mới hơn để mà phục vụ cho công việc nó tốt hơn. Thành ra là lúc này mình mới đi tìm một cái mảnh ghép để mà bổ sung lại cho chính mình. Cho nên Kiều đã đi tìm cái câu trả lời đó, Kiều gặp với thầy đó. Thì khi mà mình được đánh thức xong thì cái vấn đề là mình quay lại mình làm cho công việc mình tốt hơn, mình củng cố nó tuyệt vời hơn, và bắt đầu dần 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 cái con người mình nó lớn 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 hơn những cái gì mà mình nghĩ, đúng không ạ? Sau đó đến năm 2014 là bắt đầu nó có những cái sự giao thoa giữa hai cái tư tưởng, một là cái tư tưởng ở hoặc là tư tưởng đi. Nghĩa là lúc này giống như là con tim mình nó khao khát tự do theo cái kiểu là muốn đến những cái môi trường nó mang tính chất, hoặc là bản thân mình cũng muốn tự mình khởi nghiệp chẳng hạn. Thì lúc này bắt đầu nó có những cái sự, lúc đó là năm cá nhân số 8, 2014 là năm cá nhân số 8 của Kiều. Thì có nhân thành ra cái năm cá nhân số 7 á, bản thân Kiều lúc đó thì quay về đó thì bản thân mình nhận được cái lợi ích là mình học được vị thầy đó, nhưng mà con người của mình nó vẫn có phóng tâm ra bên ngoài nhiều, có những sự mưu cầu, chứ không phải là mình thật sự tỉnh thức để mà mình sống một cách gọi là củng cố và giống như là hợp nhất với chính mình vào cái năm đó nhiều. Cho nên cái hậu quả đó nó sẽ kéo dài vào cái năm 2014, lúc đó lại mang tính chất là chán việc, mặc dù lúc đó nó rơi vào năm cá nhân số 8, nhưng Kiều lại cảm thấy mình chán việc theo cái kiểu là có những cái quan điểm về Kiều làm trong lĩnh vực phát triển dịch vụ giá trị gia tăng mới, thành ra ý tưởng phải nghĩ ra liên tục, dự án mới cứ giao cho mình suốt thôi. Nên lúc mình cảm thấy mình kiệt với cái là mình cứ nghĩ ra ý tưởng là mình làm xong dự án nó xong lại giao dự án mới cho mình, có lúc mình cảm thấy là mình không đủ cái sự sáng tạo hơn được nữa để mà phục vụ cho công việc, nó cảm thấy là như thế. Và có những cái sự mâu thuẫn về cái tiền dự án mới mình phải kiểu như mình phải bảo vệ để mình ra được những ID để mình thống nhất cái quy trình để mình triển khai. Thành ra lúc đó bắt đầu nó có rất là nhiều cái sự thoái trào cho công việc của Kiều. Thì tuy nhiên là Kiều vẫn tiếp tục nâng cấp bản thân, và sau đó Kiều quay về với công việc để Kiều củng cố đến lúc mà mình cảm thấy là mình đã làm hết sức rồi và mình không cảm thấy là đây là một cái công việc mà nó cho mình một cái sự hứng khởi, hoặc là mình cảm thấy là bản thân mình nó lại có những cái tư duy khác hơn để cho mình có một tiếng gọi khác đối với mình nữa. Thì lúc này bắt đầu Kiều lại ra cái quyết định gọi là ngừng công việc của mình ở năm cá nhân số 8, cuối năm hai cá nhân số 8, lúc mà nó giao thoa với năm cá nhân số 9. Nên năm 2015 là Kiều bắt đầu thành lập công ty. Nhưng mà cái điều mà tỉnh thức Kiều muốn nhắn gửi với các bạn không phải là lúc nào ngay 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 cái chỗ mà gọi là cao trào nhất của mình, cái năm mà mình rất nhiều năng lượng, thì điều đó không có nghĩa rằng là mình nghỉ việc cũ và để mình đổi sang một việc mới thì điều đó nó mang lại sự thành công. Điều đó không không phải hẳn là như thế, mà chẳng qua là cái dòng chảy năng lượng lúc đó mình không đủ tỉnh thức, cho nên thành ra là mình đã có những cái quyết định theo cái cách rất là non của mình và mình nghĩ là mình đã trưởng thành. Nhưng mà đúng là khi mà cái dòng chảy nó đến với bạn, thì nếu như mà bạn có những cái sự dự định trước đó, giống như nó gọi là một giọt giọt nước nó tràn ly vậy đó. Nên Kiều nói với các bạn luôn luôn khuyên là mình làm cái gì cũng vậy, mình làm cho tới cùng. Kiều đã làm ở một cái cô tổ chức cũ hơn 10 năm, và lúc Kiều 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 chia tay cái công việc cũ, nó cũng là những cái sự nuối tiếc. Nhưng mình phải hiểu một cái keyword để mình thành công là mình không ra đi trong sự bứt rứt và kiểu giống như gọi là không hài lòng, mà mình phải luôn luôn mình làm hết mình cho công việc hiện tại. Và đến mức khi mình làm hết mình như vậy và bằng với những cái tư duy mình học hỏi ở bên ngoài nữa, thì con người mình nó sẽ phát triển, nó phát triển lên rất là nhanh, nhanh lắm, trong vòng một năm nó sẽ rất là nhanh, và nó nhanh đến mức mà có thể là bản thân bạn bạn không chạm được với cái sao nói sao cho dễ. Thì ở đây thực sự là cái kênh này nó chuyên về về cái năm cá nhân này, nha Kiều cũng không muốn nói nhiều cái này, nhưng mà Kiều nói với các bạn là làm cái gì vậy, trước khi chuyển một cái mới thì cái cũ cần phải biết ơn, cần phải củng cố làm hết mình nó, thì nó cho bạn có một cái sự vượt bậc về tư duy rất là mới. Sau đó năng lượng bạn được lấy lại rồi á, thì bạn mới bắt đầu có thể là tiếng gọi mới hơn đến với bạn, và bạn đủ tỉnh thức, đủ trí tuệ để bạn quyết định nó nên hay không. Chứ còn năm ngay cái năm đấy mà bạn ra quyết định bạn nghỉ luôn á, thì nó sẽ không có đủ lực để cho bạn tái tạo cho một cái lĩnh vực khác mà bạn thấy nó phù hợp hơn. Thì đó là một cái chia sẻ cá nhân của Kiều thôi ở đây để cho các bạn thấy được rồi. Và khi mà mình đến với cái năm cá nhân số 7 và tháng thứ hai, thì bạn biết rồi, tháng thứ hai lúc nào mình cũng biết được là đây là một cái tháng của về
trực giác, đúng không? Và cái việc tĩnh lặng tâm trí và quay về bên trong, một cái tháng của sự chia sẻ và hợp tác. Vậy thì ngay cái tháng thứ hai này, đừng có bỏ qua những phút giây nào cho cái việc gọi là tập trung, và mình hãy giống như quay về bên trong để cho tâm trí mình nó được tĩnh lặng, cơ thể mình nó được quân bình. Và chính vì cái điều này nó sẽ giúp cho các bạn thành công hơn trong cái việc củng cố, được không ạ? Nếu bạn chưa thành công thì là do thầy nói là nếu như bạn vẫn còn chưa thành công trong việc củng cố là do bạn chưa có tập trung và chưa có ổn định trong cái việc gọi là tĩnh lặng cái tâm trí và cơ thể của mình mà thôi. Và một tháng thứ hai nói đến trực giác, mà thành ra là bạn hãy luôn luôn lắng nghe cái trực giác của mình để mình biết là cái thông điệp gì gửi cho mình trong cái năm nay đây, và mình cần phải làm gì đây, mình cần phải củng cố điều gì. Thì cái mình tranh thủ cái tháng thứ hai này để mình lắng nghe, để mình biết được, mình quay về để mình nghe cái sự chỉ dẫn của trực giác. Đôi lúc có những cái cách, ví dụ như ở cái trục mà gọi là trục tâm hồn á, thì nó sẽ nghiêng về trực giác. Ví dụ như số 5 cũng có yếu tố trực giác, đúng không ạ? Thì khi mình thấy được những mức rung động của năng lượng những con số đó thì mình quay về bên trong và lắng nghe trực giác mình nhiều hơn, thay vì mình dùng cái ý chí của mình để mình phân định đúng sai và nên không nên. Cho nên Kiều tin rằng là nếu các bạn trong tháng này bạn liên tục thiền và bạn nhận được những cái thông điệp rất là dễ và nó sẽ chuẩn hơn cho chính bạn, và bạn hãy lắng nghe cái con tim, cái trực giác của chính bạn để mà ra quyết định, thay vì bạn đặt những cái câu hỏi với người khác. Ví dụ như bạn đang rất là băn khoăn cái việc là không biết là mình có nên nghỉ việc hay không, mình ABC mình phải làm gì đây bây giờ, có thể bạn đặt những câu hỏi đó với những người khác, nhưng mà với chính bạn thì nó sẽ dễ dàng có câu trả lời hơn nha. Lúc nào trong tháng thứ hai là mình để mà mình đón nhận được cái sức mạnh của trực giác, thì cái điều cần thiết là mình cần phải thiền định. Thiền định bất kỳ khi nào bạn có thể, được không ạ? Một số bạn thì có thể là chưa có bén duyên với một vị thầy nào để dạy thiền. Thì một cái clip mà Kiều chia sẻ về về thiền á, là Kiều không phải là dạy thiền trong cái clip đó, mà Kiều chia sẻ những cái duyên để các bạn có thể mở lòng để bạn đón nhận cái môn đó hơn á, thì bạn có thể nghe lại cái clip cái chủ thức an hồn cái phần số 7 nó nói về thiền đó. Thì bạn tranh thủ những cái lúc, những cái phút giây bạn chỉ cần ngồi tĩnh lặng, bạn quay về với cái hơi thở của chính mình. Thậm chí bạn nào đã biết cái Honobono, đã xem cái clip Honobono rồi, thì bạn có thể thay vì nương vào hơi thở, thì bạn có thể ngồi, bạn nói những cái câu nói của Honobono, mở một cái dòng nhạc meditation về thiền định ở trên YouTube cũng có. Rồi đó bạn ngồi, bạn tĩnh lặng lại để sau đó bạn thư giãn hoàn toàn, thì bạn sẽ lắng nghe chính mình nhiều hơn, được không ạ? Và một cái điều thầy nhắn nhủ là trong tháng thứ hai này thì mình nên chú ý đến cái việc ổn định đời sống tình cảm của bạn, đặc biệt trong gia đình và trong các cái mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, như gọi là trong cái mối quan hệ hợp tác của mình. Vì cái mức rung động của năng lượng số 2 nó sẽ thuận duyên cho bạn để củng cố những cái vấn đề liên quan tới mối quan hệ nhất. Đặc biệt năm số 7 là năm cần củng cố, cho nên mình đừng có bỏ qua cái tháng số 2 này. Là tại vì mình đã có một năm số 6 mình rất là ồn ào với chính mình, có nghĩa rằng là mình rất là chạy theo cái ý tưởng đó mà, và mình thực thi nó giống như mình mong, mình cứ có một cái kiểu giống như là chỗ cái năm này nó sắp qua đi rồi vậy đó, và nó tận dụng. Cho nên thành ra là đến cái tháng năm số 7 rồi thì đừng bao giờ chần chừ gì trong cái việc củng cố, đó là quay về với chính gia đình của chính mình để có được một cái nguồn năng lượng tái sinh tinh khiết và thuần khiết tuyệt vời nhất trong cái mối quan hệ của mình ha. Thì đây chính là một cái năng lượng rất là mạnh, giúp cho bạn có thể tái tạo lại, và sau đó bạn sẽ hưởng những cái mức rung động tiếp theo. Và cái thông điệp ở đây là về vận mệnh, thì chính cái năm số 7 năm đấy thì muốn trao gửi cho các bạn hai cái từ khóa là vận mệnh. Thì bạn hãy nắm, nếu mà bạn nắm cái vận mệnh, có lẽ là cái năm bạn nắm lại cái vận mệnh trong cái tay của bạn, thì năm mà bạn củng cố thì bạn có thể ngồi lại mà xác định xem mình đang làm gì, và mình tập trung vào những cái bản kế hoạch mình viết ra cho bản kế hoạch của cuộc đời của mình. Mình biến những cái mục tiêu của mình thành cái mục tiêu chung của tập thể. Ở đây thì bạn cần chia sẻ này cho bạn dễ hình dung là cái năm số 7 á, mình quay về với chính mình củng cố, nhưng không có nghĩa rằng mình chỉ có riêng cá nhân của mình thôi,
được không các bạn? Lúc này nó, nếu như năm này mà bạn chọn một cái năm củng cố là cái năm bạn chia sẻ và bạn cho đi á, mà theo cách rất là không mưu cầu nhận lại á, mình biến cái mục tiêu của mình thành mục tiêu của tập thể. Bạn nhớ cái ý này. Thì đây là một, thì lúc này bạn cái bạn viết ra cái bản kế hoạch cuộc đời của mình trong năm nay để mình củng cố, và đồng thời trong cái bản kế hoạch này đừng có quên là cái mục tiêu cá nhân của bạn, hãy biến nó thành một cái mục tiêu dành cho tập thể luôn, thì cái việc củng cố này nó sẽ trở nên rất là vi diệu luôn, và bạn sẽ nhận thấy được những cái kết quả liên quan đến cái việc này. Tại vì mọi thứ đều trong này là niềm tin mà bạn chỉ có tin thì bạn làm rồi bạn sẽ thấy. Thì chia sẻ những cái ý này thôi. Ví dụ như những cái bạn mà đang trong hành trình muốn trở thành một cái người coach, và mình học rất là nhiều và mình có rất nhiều ý tưởng mình làm, và mình biết trông chờ là sắp tới, trước đó mình sắp tới mình sẽ chuyển sang một cái kim tự tháp, đúng không ạ? Và năm số 8, số 9 là mình nhận rất là nhiều phước và mình năng lượng nó rất là mạnh. Thì cái năm số 7 này mình có một cái kế hoạch cho đi, mình biến cái mục tiêu cá nhân mình thành mục tiêu tập thể nhiều hơn, thay vì mình chỉ, và đừng có theo kiểu mưu cầu nhận lại, nghĩa là mình đừng có đặt nặng cái vấn đề tài chính ở trong cái năm nay. Có nghĩa là cái việc có thể trong năm nay một số bạn nào sẽ thấy mình là về mặt tài chính mình sẽ gặp khó khăn, cái việc cân bằng đời sống vật chất mình sẽ không có được thuận lợi, nhưng tại vì bạn mưu cầu và bạn đặt cái tâm bạn vào trong cái điều đó thôi, chính vì vậy nên bạn thấy nó không. Còn nếu như bạn phát một cái tâm đặt cái mục tiêu của mình hòa vào cái mục tiêu chung của tập thể, thì bạn quay về cái việc củng cố chăm sóc khách hàng thôi, thì bạn sẽ thấy cái năm này năm bạn gặt hái rất rất là nhiều luôn, chứ không có phải là cái năm mà bạn không đạt được cái sự cân bằng về đời sống vật chất đâu, được không ạ? Tại vì cái gì nó cũng sẽ có một cái sự đảo chiều như vậy. Rồi, nắm vận mệnh trong tay của mình là bằng cách mình phải phác thảo ra cái bản kế hoạch của cuộc đời của mình nha các bạn. Và trong đó cái bản kế hoạch cuộc đời này, cái mục tiêu của bạn nó không phải là mục tiêu riêng của bạn, mà phải là mục tiêu chung hòa vào mục tiêu của tập thể. Thì vận mệnh của bạn lúc này bạn nắm được thì bạn có thể thay đổi được. Rồi, qua cái tháng số 3 của năm số 7, nói đến số 3 là thường mình nghĩ đến việc học, việc du lịch, vậy năm số 7 này nó là như thế nào ha, mình sẽ còn khám phá. Thì lúc này thì cái mức độ hiểu biết cá nhân nó sẽ được tăng cường rất là mạnh, được không ạ? À? Cái chữ tiếng Anh này là viết tắt của cái chữ là mức độ hiểu biết cá nhân của bạn, nó bắt đầu nó tăng lên rất là mạnh. Vậy thì trong cái tháng này, thay vì những cái sáng số 3 của một số cái năm khác, thì nó khuyên mình là cho mình mức rung động năng lượng, nó kích mình đi học, đúng không ạ? Đi học, đi trải nghiệm. Thì riêng cái năm số 7 của tháng số 3 thì bạn nhớ một điều rằng là vì con số 7 nó cũng đại diện cho sự thông thái đó các bạn. Có nghĩa là một cái người có sự đào sâu, nghiên cứu khá tốt. Vậy thì con số 7, năm cá nhân số 7, mình tận dụng cái mức rung động của năng lượng con số 7 là nghiên cứu, mình quay về mình củng cố cái nội lực ở bên trong của mình, mình kết hợp với năng lượng của cái tháng con tháng số 3 nữa. Thì cho nên thành ra lúc này mình sẽ tạo cho cái não bộ mình cái cơ hội để mà nâng cấp cái sự hiểu biết của mình. Nếu bạn có sự hành thiền nữa thì cái mức độ hiểu biết của bạn nó chạm đến những sự hiểu biết rất là sâu hơn, thay vì là mình chỉ là một cái tầng kiến thức và mình mang tính chất so sánh và mình thu gặt nó thôi, thì bạn sẽ chạm được cái điểm chung của chân lý nếu mà bạn có cái hành thiền. Nên em đừng có bỏ qua cái cơ hội ha. Rồi, và cái chữ gọi là rõ ràng hơn, có nghĩa là mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, cuộc sống của bạn trở nên dễ hiểu hơn. Có nghĩa là cái tháng số 3 là tháng của trí tuệ, tháng của sự sáng trí thông suốt luôn mà. Thì lúc này bạn sẽ thấy được cái sự giao thoa và cái sự đảo chiều nó đang diễn ra trong chính con người của bạn, và bạn đã chấp nhận nó rồi, và bạn thấy nó rõ ràng hơn rồi. Cuộc sống bạn cảm thấy nó, vì khi mình đã chấp nhận rồi, mình đủ cái sự sáng suốt rồi á, và cái sự hiểu của mình nó được tăng cường hơn á, thì tự động bạn sẽ cảm thấy là ổn, tốt, và bạn dễ hiểu về những con người của mình hơn. Mình cảm thấy những cái tại sao một cái năm mình rất là năng lượng bùng nổ như thế kia, năm số 6 thế kia, tự nhiên qua cái năm này nó lại như thế này. Thì mình khi mình hiểu và mình biết quay về, tự nhiên bạn cảm thấy trí tuệ bạn được tăng cường rất là mạnh. Thay vì cái tháng số 7 mình mưu cầu về việc cân bằng đời sống vật chất, thì tháng thứ 7 này, năm số 7 này, mình hãy dành cho cái việc gọi là gì? Tăng cường trí tuệ, nhớ không nha các bạn nha, để trở thành bậc thầy trong những trải nghiệm trước đây của mình.
Và một cái ý ở đây thì bạn tỉnh thức để bạn nhận diện để không biến nó trở thành cài đặt tiêu cực cho chính mình. Có nghĩa rằng là nếu bạn biết cách chấp nhận điều không thể tránh khỏi và tỉnh thức củng cố thay vì bạn sẽ là một nạn nhân. Cái ý này là Kiều dịch nguyên cái ý nghĩa của cái câu tiếng Anh của thầy, thì hôm nay Kiều sẽ giải thích cái ý này theo góc nhìn của Kiều cho các bạn xem ha. Có nghĩa rằng là bạn bạn sẽ là nạn nhân nếu như bạn không biết chấp nhận trong cái năm này là năm của việc củng cố thay đổi quay về với chính mình và không có đưa ra những quyết định đầu tư lớn, thì bạn sẽ nhận được những cái điều mà không quá rủi ro. Còn nếu như bạn đi ngược dòng chảy thì bạn chính là nạn nhân của cái năm số 7 này. Nên thầy nói mình là đừng có làm cho những cái việc đó nó trở nên là gọi là vì nó là mình không thể tránh khỏi rồi, nhưng mà mình không đủ tỉnh thức mình củng cố thì mình sẽ là nạn nhân của những cái việc nó sẽ xảy ra trong cái năm này cho các bạn. Nếu như mà những cái ý tưởng bạn đã làm và nó chạy nó rất là mạnh ở trong cái năm cá nhân số 6 và đến cái năm cá nhân số 7 này á, bạn muốn vẫn tiếp tục triển khai thêm một cái cách gọi là bung lụa mở rộng hệ thống này kia luôn á, thì lúc này nó chắc chắn mình sẽ không có phải mình lúc này do là bạn không tỉnh thức củng cố thì tất nhiên là bạn sẽ trở thành nạn nhân, tại vì cái dòng chảy năng lượng của tâm này nó không có phụ, hỗ trợ nhiều cho bạn về cái việc đó ha. Rồi. Vậy thì mình qua cái tháng thứ tư của năm số 7. Những ai á mà thầy nhắn nhủ nha, đến tháng này rồi á mà còn không không chấp nhận để mà vẫn vẫn từ chối cái việc giảm tốc độ của mình đi và không củng cố, thì đây đến tháng này bạn sẽ nhận với sự tổn thất. Được không ạ? Sự tổn thất. Thì thay vì cái tháng mà nhận cái sự tổn thất, mình không có hiểu cái việc là giảm tốc độ và không củng cố thì mình nhận tổn thất, thay vì mình bị cái điều đó thì mình lại trở thành biến cái tháng này là một cái tháng lý tưởng nhất để tổ chức lại cho nó sát với thực tế mọi điều của bạn. Ví dụ như năm tháng năm cá nhân số 6 đúng không, là bạn rất là nhiều ý tưởng và bạn đang có những dự án đang là rất là tuôn trào để mà kinh doanh, thì bạn phải biết là năm số 7 và đặc biệt tháng thứ tư là tháng thực tế, cho nên bạn dùng cách bạn tổ chức, bạn có cái sự trí tuệ của tháng thứ ba đã sinh khởi rồi, nó giúp cho bạn tiếp tục cái dòng chảy đó. Bạn ngồi bạn tính toán và hiệu quả của cái bài toán đầu tư của mình, bạn đưa ra những kế hoạch bài bản đúc kết nó lại căn chỉnh, rồi nói chung là đó là những cái ý mà thầy khuyên mình nên làm vào năm cá nhân số 7, đặc biệt là tháng thứ tư này, và dùng cái năng lượng của con số 4 của tháng thứ tư này để mà loại bỏ những cái khía cạnh mà nó mang lại cho cuộc sống của bạn không mong muốn, nó ảnh hưởng đến cái điều không tích cực cho cuộc sống của bạn. Bạn ngồi bạn đủ tỉnh thức để bạn loại bỏ nó đi, để bạn làm cho mình nhẹ trong cái hành trình đi tiếp theo ở phía trước, để mình bắt đầu đủ nhẹ, hành lý mang theo nó không quá cồng kềnh mà nó rất là cần thiết, thì nó làm cho cái hành trình leo núi của bạn lên tới cái đỉnh kim tự tháp số 9 đó. Nó rất là tuyệt vời luôn. Đây là một cái câu chuyện có thể là Kiều có thể chia sẻ với các bạn là cái hành trình leo núi của Kiều Phan Xi-păng 2 ngày 1 đêm, vì cái mình phải mang theo ba lô hành lý của mình lên trên đỉnh núi, cho nên mình phải tính toán rất hiệu quả cái bài toán là cái gì thật sự cần thiết cho cái hành trình này mà thôi, được không ạ? Nhưng mà vẫn luôn luôn tính đến cái bài toán backup nữa, có nghĩa là bài toán dự phòng nữa, cần thiết nhưng mà phải có tính dự phòng. Tại vì cái tính dự phòng nó rất là quan trọng trong cái hành trình củng cố và để cho cái bước đi tiếp theo của mình nó đạt hiệu quả tối ưu nhất, hành trình leo núi của mình nó gọn nhưng mà nó không bị rủi ro. Nhưng cái ý này là theo cái hành trình đó thì cảm thấy nó rất là tuyệt vời, thì có thể nhắn gửi các bạn cái thông điệp là hành lý mang theo để bắt đầu leo dốc nó cần gọn, cần tối thiểu cần thiết nhưng nó cần có sự dự phòng đó. Thành ra là đừng có làm cái gì mà nó nằm ở cái khía cạnh là giống như bạn có một số vốn này để bạn kinh doanh thôi mà bạn vung hết luôn và không có nghĩ đến cái việc là bài toán dự phòng á, thì cái hành trình bạn bạn leo trên đỉnh cao nó sẽ có những cái hệ quả sau đó, đúng không? Rồi.
Và cái thông điệp đến thời điểm này, thông điệp nhắn cho các bạn đó là luôn luôn phải hiểu được cuộc sống này là sự phản hồi. Ta hãy biết lắng nghe cuộc sống. Thì khi bạn biết lắng nghe cuộc sống thì cũng là cái lúc bạn đang thiền rồi đó. Bạn biết lắng nghe thông điệp, bạn cảm nhận cuộc sống chính là cái lúc bạn đang biết thiền rồi đó. Bạn đang sống thiền rồi đó. Thành ra là cuộc sống là những sự phản hồi, phải biết lắng nghe nó. Và mọi mỗi thất bại trong cuộc sống này, mọi cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống của bạn, nó chỉ là phản hồi thôi. Nó cho bạn sự phản hồi để bạn biết cách điều chỉnh và củng cố nó mà thôi. Cho nên hãy tận dụng cái sức mạnh của năm số 7 mà mình đang có, để mà mình lắng nghe và mình củng cố và mình nhận được cái sự phản hồi. Tại vì cái vấn đề đó nó xảy ra với bạn nó không quan trọng, nhưng cách bạn phản ứng với cái tình huống đó, cái vấn đề đó thì nó mới quan trọng, nhớ ha. Và bạn phải tin một điều rằng là điều gì đã xảy ra với bạn sẽ là cơ hội cho việc tốt đẹp hơn khác xảy ra. Này nhớ nha. Thì cái thật ra Kiều là người được chữa lành thông qua các thông điệp, cho nên Kiều rất là thích lồng những cái thông điệp vào trong bài giảng của mình. Kiều tin rằng là thông qua cái tuệ giác của các bạn sẽ cảm nhận được những thông điệp này và bản thân bạn sẽ gọi là tỉnh ngộ trong những cái thông điệp. Cái câu này nó rất là gọi là nó kiểu rất là cảm với cái thông điệp này, vì đơn giản là bắt đầu thành lập công ty trước đó, nhưng sau tháng 9 bắt đầu mình mới bắt đầu mình ra mắt, thì trong vòng 6 tháng thôi mình bị khởi kiện, gọi là khuyến cáo là chưa phải khởi kiện, thì cái ngành của mình đã thành lập công ty, đã được giấy phép rồi. Cho nên bạn sẽ biết rằng là cái việc Kiều đang có nhiều cái trải nghiệm trong việc định vị thương hiệu lắm. Lúc đó bắt đầu Kiều đi vào cái lấn sân vào cái việc bảo vệ và thương hiệu này kia, tại sao lại có những cái kiểu như vậy, và Kiều đã hiểu được cái quy trình hoạt hành của giữa cục sở hữu trí tuệ và sở hoạch đầu tư, nó họ làm việc như thế nào để ra cái kết quả như thế này. Và bạn biết rằng là Kiều đã hiểu cái thông điệp là gì, là việc gì xảy ra nó cũng sẽ có một việc tốt đẹp hơn xảy ra. Bạn tin vào điều này đi, nó sẽ xảy ra, nó bạn sẽ nhận được cái ý này. Vì chính vì cái điều đó xảy ra, mình nhìn thấy, nếu mình thấy đó là một cái họa thì mình sẽ không có cái may ở khi được. Cho nên Kiều thấy lúc đó bắt đầu Kiều mới tĩnh lặng lại, thì mình bắt đầu dành những không gian, những cái nơi nào mà rất là tĩnh lặng, mình có thể ngồi lại để mình quay về với chính mình, bắt đầu mình ra những quyết định sáng suốt hơn, mình không có khởi kiện lại, và mình đã ra quyết định thay đổi thương hiệu. Và bạn biết tại vì mình làm rất mạnh, cho nên cái hệ thống truyền thông của mình nó đi khắp nơi, cho nên thành ra là có một cái công ty đại diện cho cái tập đoàn ở Việt Nam và đã nhận diện ra mình. Mà chính vì cái điều mình làm mạnh như vậy nên mà thành ra họ phát hiện mình sớm, cho nên mình cái việc thay đổi của mình nó diễn ra nhanh, cho mình đỡ phải mất công. Cái thương hiệu mình đi nó quá dài rồi, mình thay đổi rất là mất công và rất là tốn trong cái việc thay đổi lại thương hiệu. Chính vì cái điều đó xảy ra nên Kiều đã nghĩ ra được một cái tên thương hiệu, và nó hay hơn nhiều so với cái tên thương hiệu cũ luôn các bạn. Và từ đó thì thay đổi luôn cái icon của công ty luôn, và bắt đầu công ty thì mở rộng sang những cái ngành nghề khác nữa, không phải riêng một cái ngành mà lúc đầu mình định làm. Thì đó là một cái cơ hội dành cho mình. Đây là một câu chuyện Kiều chia sẻ, có thể là nó hơi dài một chút xong cái chương trình, nhưng bạn sẽ hiểu rằng là trong mọi vấn đề đây là năm đáy, nếu bạn luôn luôn tỉnh thức, mọi thứ xảy ra với các bạn sẽ có một điều tốt đẹp hơn xảy ra ở phía sau đó, với điều kiện là các bạn phải tỉnh thức và tin vào cái sức mạnh ở bên trong mình, nhận ra đó là bài học, chứ đừng bao giờ cảm thấy là bức bối, bực dọc rồi không có đủ gọi là quay về với chính mình. Thì lúc này bạn sẽ thấy được là cái con đường của mình á, nó sẽ không nhận được nhiều cái món quà, được không ạ? Đây là một ý mà Kiều lòng vào để Kiều chia sẻ với các bạn. Rồi. Các bạn sẽ thấy, nhớ ha, luôn luôn lắng nghe để nhận sự phản hồi. Và qua cái tháng số 5, mình sắp hết năm số 7 rồi đó. Tháng số 5 là bạn biết con số 5 nó đại diện cho sự tự do, đúng không ạ? Rồi. Và bây giờ tình yêu, và bây giờ tháng số 5, cái từ khóa đầu tiên mà trao gửi với các bạn đó là tình yêu, cái mối quan hệ. Cho nên đây là cái tháng mình quay về, giống như năm cá nhân số 5 cũng vậy, là cái năm mà mình quay về với bên trong, với gia đình của mình, để mình củng cố, mình tập trung lại, để mà mình xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, là cái cơ hội để mình 5 năm củng cố. Nên mỗi tháng sẽ có một sự củng cố riêng. Tháng thứ tư là mình củng cố về mặt công việc, củng cố về tổ chức sắp xếp lại, đúng không? Tháng thứ năm là con quay về củng cố mối quan hệ gia đình, đúng không ạ? Đồng nghiệp, đối tác, con cái.
Và số 5 là nó mang hàm ý là của sự tự do. Vậy 5 cá nhân số 7, ý tự do này là gì? Lúc này bạn hãy hiểu rằng tự do chính là mang lại cảm giác tự do cho người khác. Ở cái thông điệp này thầy Kiều dịch nguyên ra, cái ý của thầy muốn nói với các bạn nó rất là hay. Đừng bao giờ nghĩ rằng tự do chính là mình được tự do và mình giải phóng khỏi sự tự do của mình bởi sự tự do bởi cái việc ràng buộc của những người khác, mà tự do này hãy hiểu rằng chính là mang lại cảm giác tự do cho người khác. Đó chính là đạt được trạng thái tự do nhất của chính bạn. Tháng số 5 này là cái mức độ rung động, nó cho bạn có sự hiểu và nhận thức, và cũng không có nghĩ rằng là chỉ có tháng số 5 mình mới được tự do. Nếu như bạn nhờ vào cái năng lượng của tháng số 5 để mình kích hoạt cái sự tự do, cái ý nghĩa của sự tự do, cái sự tự tại trong tâm của bạn, thì cái năng lượng này sẽ mang đi theo bạn suốt đời sau này luôn. Cái sự tỉnh thức này chính là bạn hãy mang lại cái sự tự do cho người khác, đừng mang lại sự ràng buộc cho bất kỳ ai, thì bạn sẽ mang lại sự ràng buộc cho chính mình. Khi bạn mang lại sự tự do cho người khác, chính là bạn mang lại sự tự do cho chính mình. Kỳ nhắn gửi lại cho các bạn trong cái năm này, Kiều tin rằng các bạn trải qua cái năm số 7 này rất nhiều sự hiểu và tỉnh thức. Đúng, cái năng lượng của số 7 rất là trí tuệ và thông thái nha. Và cái tháng số 5 hãy nương vào cái năng lượng con số 5 để mình củng cố mang quan hệ, bằng cách là mình cho tuôn chảy cái dòng cảm xúc của mình ha. Mình biểu hiện, mình thể hiện cái cảm xúc của mình để cho người thân của mình thấy được bạn thực sự yêu thương họ như thế nào, bằng ngôn ngữ, bằng cử chỉ, bằng hành động, được không ạ? Bằng những cái sự ấm áp của năng lượng của chính bạn, hãy mang lại tự do cho tất cả mọi người bằng cái sự tình yêu vô điều kiện của chính bạn. Trong cái phần tháng số 5 và năm số 7 này rất nhiều thông điệp, tôi tin rằng các bạn sẽ thông qua, các bạn sẽ nhận những cái thông điệp giá trị dành cho riêng mình, và nó linh ứng với cái kính chính bạn, và nó sẽ mang cho bạn đến suốt các hành trình sau này luôn nha. Gửi năng lượng yêu thương đến các bạn, gửi đi sự tự do và tỉnh thức đến các bạn. Hãy luôn luôn củng cố cái tình cảm, cái tình yêu thương, nương vào cái năng lượng của tháng này để cho mình làm điều đó nó thuận duyên hơn nha. Rồi, trong cái bài thông điệp này thì Kiều có xen vào một ý, nó mang ý nghĩa cái ngôn từ này. Kiều tin là các bạn đã đến với chuỗi thần số học thì các bạn sẽ nghe cái chữ vô thường, nó không có mấy xa lạ với chính mình ha. Tại vì thật sự nhờ cái quy luật của vô thường nên thành ra chúng ta mới có cái cơ hội để thay đổi cuộc đời, đúng không ạ? Nếu như có một ý nữa là nếu như mà ta ở cái tánh không á, thì ta mới nhận ra được lợi ích của cái phương pháp mô phỏng bản chất của là vô ngã, thì ta mới tiếp nhận được tinh hoa được. Thì cái ý này Kiều giải thích cho các nghĩa nè. Có nghĩa rằng là trong cái phần năm số 7 này, vì sao Kiều lồng cái thông điệp này vào là vô thường, thì vì mọi thứ đến rồi sẽ đi, khổ rồi nó cũng sẽ hết khổ thôi. Tới năm số 7 nó cũng sẽ qua. Năm số 7 vấn đề đến với bạn nó cũng sẽ có một vấn đề mới, nắng rồi nó sẽ tới mưa. Thành ra mọi thứ, mọi vạn vật nó đều thay đổi và nó mang tính chất của quy luật vô thường, nên bạn hãy tin vào điều đó. Giống như thầy Thích Minh Niệm nói một câu rất là hay, hãy giống như gọi là hãy tin vào vô thường, đúng không ạ? Rồi ngày mai sẽ khác, hoa mọc lên từ rác. Cho nên cái lúc, cái dịp nào mà mình, có thể là cái đây là cái dịp mùa Covid nó đến với chúng ta, thì nó cho chúng ta rất là nhiều sự tỉnh thức. Nếu chúng ta phải tin vào vô thường rồi nó cũng sẽ hết, nhưng mà giữ cái phút giây này á, thì chúng ta làm gì với nó? Chúng ta cần phải luôn luôn sống ở tánh không. Tại vì khi mà bạn ở cái tánh không á, có nghĩa là cái tâm của bạn sẽ, nó sẽ trở vào được, cái rơi vào được cái trạng thái của vô ngã, nghĩa là mình không còn cái tôi, mình không còn những cái tâm chấp trong sáng xét. Lúc này mình sẽ tiếp nhận cái tinh hoa của mọi thứ, nghĩa là mình sẽ sử dụng cái phương pháp mô phỏng ở đây là mình sẽ giống như những ai đó mình ngưỡng mộ, hoặc là những cái bậc thầy mà mình muốn gọi là mô phỏng và mình muốn gọi là trở thành họ chẳng hạn đi. Thì nếu chúng ta không nằm ở trên trong cái trạng thái của tánh không ấy, thì mọi thứ chúng ta sẽ không có sử dụng được cái sự tinh hoa này, và chúng ta không tiếp nhận những tinh hoa mới được. Cho nên thành ra là Kiều tin rằng là ngay cái năm số 7 này là cái năm đấy. Tuy nhiên chúng ta hãy biến nó trở thành một năm học hỏi, một cái năm lắng nghe chính mình, một cái năm giống như
tin vào luân lý vô thường để bạn bình an với cái hiện tại của bạn. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn luyện thiền để bạn rơi vào được cái trạng thái đó. Thậm chí cho khi bạn sống thiền trong mọi phút giây lúc bạn tỉnh thức thì bạn vẫn nằm ở trạng thái của tánh không. Thì lúc này bạn sẽ tiếp nhận những tinh hoa ở xung quanh rất là tốt, bạn sử dụng được những cái lợi ích của cái phương pháp gọi là mô phỏng, và bạn sẽ trở thành những cái người như bạn muốn, được không ạ? À? Trở thành những cái người có thể là truyền cảm hứng, những người có thể chia sẻ, những người mang lại những cái giá trị dịch vụ cho cộng đồng tốt hơn. Thì hãy tận dụng cái năm này là cái năm để mình nâng cao cái sự hiểu biết ở bên trong của mình ha. Và đặc biệt tháng số 6 của năm số 7 thì đây là cái câu tiếng Anh nguyên văn của thầy luôn, là khi một cánh cửa được mở, được đóng lại thì bạn hãy tin rằng là sẽ tìm được một cánh cửa khác được mở ra, hoặc có thể hai ba cánh cửa khác cũng sẽ được mở ra. Chúng như nãy kia có nói cái câu đó là khi một vấn đề dạy xảy ra với bạn thì đó là cái cách bạn phải tin rằng là sẽ có một cái điều tốt đẹp hơn xảy ra với bạn ở phía sau. Thành ra là không có gì, nếu như bạn đang gặp trở ngại ở trong cuộc sống của bạn, một gặp những cái vấn đề nào đó thì bạn luôn tin rằng là nó chỉ là để khép lại cho bạn một cái sự hiểu, để cho bạn có thêm một cái sự tỉnh thức mới và những cánh cửa mới được mở ra với bạn. Đây là cái ngôn từ thầy đã nhắn nhủ cho mình luôn. Và thầy nhắn nhủ là về tháng số 6 của mình á, là một cái tháng của sự sáng tạo, có số 6 nó ý nghĩa của sự sáng tạo, cho nên mình tận dụng, mình nương vào cái năng lượng của tháng số 6 để cho mình phát triển sáng tạo. Nhưng mà thầy mới nói rằng là mình hãy phát triển cái tính kiên nhẫn của sáng tạo, dành thời gian xem xét tất cả các khía cạnh trước khi thực hiện một vấn đề gì đó, nó mang tính chất chín mùi hơn cho những ý tưởng bạn đã nghĩ ra trước đó, đúng không ạ? À? Cho nên ở đây keyword là gì? Là cái sự kiên nhẫn cho những cái sự sáng tạo của mình. Ví dụ có thể là năm số 6 bạn rất là nhiều sáng tạo, nhưng đôi lúc mấy thời gian gọi là năm số 6 bạn bạn chạy theo những cái sự dự án đó nó chưa đủ kịp, và có thể là nó chưa hình thành ra những cái kết quả bạn mong đợi, bạn nó đã chuyển sang cái năm số 7 đáy rồi á, thì bạn coi cái năm đây như là cái năm củng cố, năm mình tiếp tục mình đào sâu hơn về cái ý sáng tạo của chính mình, để mình xem xét hết tất cả các cái khía cạnh về những cái dự án của mình luôn, để cho trước khi mình thực hiện, cũng như là mình trước khi mình có được một cái sự bùng nổ mạnh hơn vào cái tháng, cái năm cá nhân số 8 và năm cá nhân số 9, đúng không ạ? Và một cái ý kia muốn đưa vào đây coi như một cái giải pháp cho các bạn, để trong cái năm mà củng cố này mình cần phải làm gì từng bước một, để cho các bạn có được gọi là có thêm cái công cụ, có thêm cái phương pháp nữa. Đây là một cái bạn phần để các bạn tham khảo thêm. Thì để mà mình củng cố thì đầu tiên cái bước một là bạn nên ghi ra tất cả những cái điều tốt đẹp nào bạn sẽ có khi bạn thay đổi thói quen của mình, và ghi ra mục tiêu rõ ràng. Ví dụ như bạn đang muốn củng cố để chuẩn bị cho một cái sự thay đổi những cái thói quen mà chưa được tích cực của bạn. Có thể là bạn là trước đây bạn từng là một cái người rất là nóng tính chẳng hạn, hoặc bạn từng là một cái người chưa có thói quen tập thể dục, hoặc là bạn từng là cái người làm gì cũng không biết lập kế hoạch. Thì để mà mình chuyển đổi, mình củng cố, mình thành thành những thói quen mới có giá trị cho chính mình, thì cái bước đầu tiên, cái mẹo ở đây là gì? Mình cần phải ghi ra những cái kết quả, nếu như cái thói quen này nó được thay đổi thì những điều tốt đẹp gì nó sẽ được xảy ra. Bạn hiểu cái này nó rất là quan trọng, các bạn có thể viết lại, bạn thử làm cái bài tập này đi, là sẽ thấy là nó có thêm những cái sức mạnh cho cái sự thay đổi cái thói quen hàng ngày của các bạn, để bạn có được những kết quả tốt hơn, được không ạ? Và ghi nó rất là rõ ràng, ghi ra những cái kết quả tốt đẹp mà bạn sẽ nhận được, và bạn hình dung tưởng tượng về cái điều đó để nó có động lực cho cái sự thay đổi của bạn, được không? Cái bước thứ hai là bạn tìm lý do tích cực khiến cho vấn đề đó xảy ra. Có nghĩa rằng là đâu đó, ví dụ như trong cái tháng số đầu tiên là kiểu nói dễ hiểu nhất là ở cái việc củng cố mối quan hệ đi. Tháng số 5 là tháng mình cần phải củng cố mối quan hệ, nhưng mà mình muốn thay đổi cái mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà mình cảm thấy chưa đủ sẵn sàng. Thì bây giờ cái bước thứ hai này á, là ý là hãy tìm cái lý do tích cực khiến cho vấn đề đó xảy ra. Có nghĩa rằng là ai đó đã đối xử không tốt với bạn trước đây trong quá khứ,
Nhưng mà tại vì ngay cái thời điểm hiện tại bạn muốn hàn gắn cái mối quan hệ này, nhưng mà bạn cảm thấy không đủ động lực và không đủ lý do, bạn không tìm ra được cái lý do nào để bạn có thể là làm cho cái tâm của bạn cảm thấy nó nhẹ để bạn kết nối lại, thì bạn hãy tìm những cái chủ đích tích cực ở phía sau cái ý mà người ta đã làm cho bạn cảm thấy bất như ý, thì cái đằng sau những cái điều đó nó có những điều tích cực. Ví dụ như một người họ từng làm cho bạn tổn thương, có thể là dùng những lời lẽ, có thể là nóng tính với bạn chẳng hạn đi, nhưng đâu đó trong cái sự nóng tính với bạn là ở bên trong cái chủ đích tích cực của họ chính là cần cái sự quan tâm chẳng hạn vậy. Thì đây là kiểu nói cái ý để cho các bạn dễ ngồi lặp ra bằng cách là tìm hết các cái lý do tích cực mà người đó nó khiến cho cái hành động nó xảy ra, thay vì bạn nghĩ đến những do tiêu cực mà người đó đối xử với mình thôi, thì nó sẽ không có là giúp cho bạn có cái động lực để thay đổi và củng cố và chuyển hóa à, nhớ không? Cái bước thứ ba là mình sử dụng cái sức mạnh của niềm tin và cái sức mình cái sự hình dung tưởng tượng để cho mình có một cái niềm tin mới trong cái việc chuyển hóa này nó tốt hơn. Là bạn sẽ biết rằng là vô thức của mình nó không biết đâu là tưởng tượng, đâu là thực tế, thành ra hãy sử dụng cái bí mật của cái vô thức này để cho bạn sử dụng. Ngay là khi bạn tạo ra một cái thói quen mới, bạn hình dung ra những cái kết quả bạn sẽ đạt được sau khi bạn thay đổi cái thói quen này, thì bạn hãy hình dung tưởng tượng về những cái kết quả tốt đẹp đó liên tục và rất nhiều lần vào, thì điều này nó sẽ giúp cho bạn giống như bạn đã chạm được cái sự thay đổi này rồi, và vô thức nó đã hiểu, đã ghi nhận là bạn đã làm nó rồi, thì nó làm cho cái hành động của bạn nó sẽ trở nên tốt hơn. Đây là năm đáy, và cái năm bạn rơi vào sự củng cố thì Kiều gửi cái năng lượng yêu thương đến các bạn để cho các bạn, và cái bước quy trình này là Kiều đúc kết lại trong những cái sự học cũng như là sự tìm hiểu trước đây của Kiều, và Kiều lòng vào cái trải nghiệm của Kiều khi mà Kiều muốn thực hiện cũng như là thay đổi một cái thói quen nào đó của chính mình, thì mình sử dụng ba cái bước này để cho cái con đường của mình nằm dùng cái năm củng cố này để cho mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời trong cái việc gọi là mình xây đổi dùng củng cố và thay đổi lại những thói quen chưa được tốt để trở thành những thói quen tốt hơn, và sẵn sàng cho cái mức năng lượng cao nhất để đón chờ những cái sự thay đổi bùng nổ trước đó, được không? Rồi. Và tháng số 7, à, con số 7, khi mà gọi là cộng hưởng của hai con số 7 này lại với nhau cùng một lúc thì điều gì sẽ xảy ra? Hồi hộp không mọi người? Kiều muốn ngừng lại hỏi những con người đang tham gia này thử coi. À, vừa rồi các bạn nào đã trải qua cái tháng số 7 của năm số 7 mà bạn còn nhớ lại cái cảm xúc? Alo? Ừ. Có ai đang, mấy bạn ơi vẫn đang nghe chứ hả? À, các bạn đã trải qua cái năm số 7 của tháng số 7 như thế nào và chuẩn bị chia sẻ trước khi À, bạn thấy cái năm năm cá nhân số 7 này nó có quá gọi là mình thấy lo lắng không? Mấy bạn khi mà Kiều chưa thực hiện chia sẻ cái năm số 7 á, xong các bạn cảm thấy lo lắm. Nhưng mà bây giờ tới thời điểm này là Kiều đã nói đến thứ 7 tháng rồi, 6 tháng rồi, thì bạn thấy cái việc nó qua đi từng tháng nó nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng không? À, có một bạn đi em năm số 7 ở nhà vừa chăm em bé và vừa sinh thêm một em bé nữa. Rồi. Có bạn thì ngồi củng cố nội lực vượt chướng ngại vật. Đương vào con sóng. Có bạn nói là năm số 7 công việc của em và tài chính thì không dễ dàng, nhưng em đã được học rất nhiều điều tuyệt vời. Câu hỏi mình là ai thật sự trong cuộc đời là gì? Sự thật trong cuộc đời là gì mà càng mạnh mẽ trong em lớn hơn?
Có những bạn thì năm số 7 thì hay bị mắc kẹt trong công việc, tại vì bạn không biết cách quay về, bạn mưu cầu về cái sự chuyển hóa trong công việc, rồi sự tiến bộ trong công việc ở năm nay, trong khi đó cái năm này là cái năm nó cần mình củng cố, xem lại những công việc cũ và làm cho nó mới hơn, tốt hơn, thay vì là mình cần cái sự kỳ vọng của công việc nó mang lại cho mình một cái sự vui vẻ, thì mình hãy mang lại cái sự vui vẻ đó cho công việc của chính mình. Đó mà có bạn hầu như là các bạn bị gọi là tháng thất nghiệp, tháng này vướng vô rồi thì Kiều mới nói nãy giờ bạn thấy thì bạn đã làm đúng cái dòng chảy của năng lượng của năm thứ bảy chưa, có nghĩa là tháng thứ ba dành để tăng, tháng thứ hai lắng nghe đúng không, tháng thứ một là phải chấp nhận cái sự thay đổi, tháng thứ hai là bắt đầu mình lắng nghe chính mình, tháng thứ ba bắt đầu mình tăng cái sự hiểu của mình, sử dụng sự double của hai cái sự thông thái của con số 7 và con số 3, tăng sự hiểu để mình nhận ra được là cái việc đó là hiển nhiên xảy ra và không đi ngược dòng chảy. Tháng thứ tư là củng cố tổ chức lại mọi thứ trong công việc đúng không, tháng thứ năm là mình quay về với gia đình, củng cố mối quan hệ, hàn gắn tình cảm, tháng thứ sáu là bắt đầu mình coi lại những cái gì mà gọi là ý tưởng này kia của mình á, là bắt đầu mình kiên nhẫn với nó, mình học cách kiên nhẫn với những ý tưởng đó, mình sắp đặt tổ chức sắp xếp lại cho nó hiệu quả hơn, để đúng không, thì nó rất là nhanh, hay là mình coi cái năm đó còn mình phóng tâm ra việc là mình muốn nhận những cái kết quả liên quan tới, thật ra nó sẽ là một sự dư âm. Ví dụ như tháng 6, tháng tháng 6 là bạn, ví dụ như tháng thứ tư đi, bạn ra quyết định bạn nghỉ việc của năm đáy số 4, sau đó cái là bạn quay về năm đáy số 4 mà nghỉ việc đi, cái xong bạn mới đầu năm số 5 bạn nghỉ việc xong, cái đầu bạn chưa tìm được việc mới, qua cái năm số 5 nó sẽ có những cái sự đưa đẩy duyên để cho bạn tìm hiểu về bên trong chính mình. Cái là bạn loay hoay cái năm số 5 nó không tạo ra cái sự cân bằng đời sống vật chất cho bạn, cái là bạn mà bắt đầu nó bắt đầu bạn cũng là bạn luyện, bạn nội luyện nội lực, bạn quay về bên trong, cái là cái duyên nó đến với bạn qua tháng thứ sáu, năm thứ sáu, cái là bạn có nhiều ý tưởng bạn muốn được triển khai, nhưng bạn do bạn chưa có sự gọi là củng cố của năm thứ tư, mà năm thứ tư mình chỉ là sự bức xúc trong công việc nghỉ rồi mình chán chường, mình kiểu như một năm đó mình không có củng cố thì mình đâu có nhiều cái sự hiểu để cho cái ý tưởng và mọi thứ của năm thứ sáu được triển khai một cách trôi chảy đâu, nó chỉ là mới có sự hứng hứng khởi đến với bạn thôi, thì tất nhiên năm thứ sáu nó cũng sẽ qua đi rất nhanh. Cho nó qua cái năm đáy số 7, bạn lại lúc năm đáy số 7 bạn lại cảm thấy ủa sao những cái gì mình cố gắng trước đó nó không được sự đền đáp và nó không được mang lại một đời sống thịnh vượng về đời sống vật chất chẳng hạn, cái là qua năm số 7 mình lại mang cái năng lượng gọi là chán đó và không có chấp nhận như vậy. Trong khi đó năm số 7 thầy cần mình là cái năng lượng chấp nhận, củng cố, xem xét, tổ chức lại mọi thứ, quay về yêu thương gia đình, hàn gắn mối quan hệ mọi thứ, thì mình không làm. Đúng không ạ? Mình chỉ có ôm cái sự gọi là thất bại trong cái công việc trước đó của mình thôi, thì làm sao năm này nó cũng sẽ qua đi rất nhanh. Nó qua đi rất nhanh thì đến năm số 8 và năm số 9 đỉnh cao của bạn, bạn không đủ định lực để bạn có thể gì? Bạn leo lên núi được. Cho nên hãy chấp nhận năm số 7 này là cái năm không phải là năm dành cho cái việc cân bằng đời sống vật chất. Nhớ ha, quay về luyện ở bên trong luôn đi, nâng giảm những nhu cầu không cần thiết lại. Giảm những nhu cầu không cần thiết lại để mình tập trung vào nhu cầu cần thiết thôi, thì bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian dành cho việc kiếm tiền, thì bạn sẽ quay về việc củng cố và luyện ở bên trong bạn nhiều hơn. Từ đó bạn sẽ năm số 8 số 9 là sẽ là cơ hội đến với bạn. Chút nữa mình sẽ học năm số 8, mình sẽ thấy được không? Ừ. Nếu bạn đã đi đúng dòng chảy này thì cái năm hai cái năm tiếp theo của bạn sẽ nhận nó rất nhiều năng lượng. Năm số 7. Đây. Thầy nói nguyên văn Kiều ghi lại có tiếng Anh cho bạn luôn, là nhiều thứ mà bạn đã miễn cưỡng từ bỏ thì cho đến khi bạn hoàn toàn bị tước đoạt khỏi. Câu này ý nghĩa là có những điều trong cuộc sống của bạn trước, ví dụ như trong cái năm số 7 này đi, hoặc là những cái trong những tháng của cuộc đời của bạn, có những thứ là bạn miễn cưỡng bạn bỏ, nghĩa là bạn nói là bạn vẫn tiếc ha? Miễn cưỡng bỏ là mình vẫn còn tiếc, vẫn còn hối tiếc, mình chưa biết buông. Nhưng mà khi mà đến cái năng lượng cộng hưởng của hai con số 7 này, nó cho bạn một sự tỉnh thức rằng nếu bạn không có miễn cưỡng bỏ nó,
mà bạn thay vì bạn miễn cưỡng thì bạn hãy chấp nhận thì bạn sẽ có được cái năng lượng tốt hơn, mà bạn đây bạn còn hối tiếc, bạn miễn cưỡng thì tới một lúc nó cũng sẽ bị mất đi thôi. À, thành ra nếu như đây một ý này rất là hay ở đây nè, tiếp theo cái đó để nói này để bạn dễ hiểu nè, có nghĩa là mất mát nó sẽ rất đau nhưng những hy sinh là xứng đáng. Cái câu tiếng Anh này của thầy dịch ra nó có là một cái thông điệp rất 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 là hay và rất là kiểu cảm cái thông điệp này như thế này: nếu như bạn chấp nhận để mà buông những cái thứ không cần thiết trong cuộc sống, ảnh hưởng đến cái cuộc sống hiện tại của bạn không, được không ạ? Thì bạn sẽ thấy đó là một sự hy sinh rất là xứng đáng. Còn nếu như mà bạn cảm thấy rất là miễn cưỡng, cảm thấy không muốn bỏ và cảm thấy rất là hối tiếc để mà mất mát cái điều đó đi á, thì lúc này bạn thấy cái mất mát nó sẽ mang đến một cảm giác rất là đau. Thay vì giờ bạn bạn mong muốn một cái sự xứng đáng, hay là bạn mong muốn một cái sự đau đớn, thì thầy nói đó, cái gì thành ra là mình phải biết chấp nhận buông để mà có, và phải biết củng cố thay vì phóng tâm ra bên ngoài quá nhiều. Đây là thời gian để bạn quay về, bạn hàn gắn củng cố lại mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn, từ mối quan hệ, từ sức khỏe cho đến công việc, tổ chức sắp xếp nó lại, lập một bản kế hoạch, và những cái thói quen nào không cần thiết hãy loại bỏ nó lên. Bạn có thể áp dụng quy trình 3 bước hồi nãy Kiều đưa ra cho các bạn để bạn hình thành những thói quen mới cho một bước đi tiếp theo, được không? Đó. Nhớ nha, chỗ hai thông điệp này nó rất là dễ thương, rất là hay, bạn có thể viết lại. Rồi. Và một cái ý rất là nữa đó là nếu có cơ hội giảng dạy xảy ra thì bạn hãy tận tụy với nó và hãy chuẩn bị chu đáo để đón nhận những thành công ở đây, trong tháng số 7. Tại vì cái con số 7 đó bạn, lúc mà bạn nhớ trong cái đỉnh của kim tự tháp không, con số 7 nó xuất hiện thì Kiều cũng dịch nguyên văn trong cái lời của thầy, đó là bạn sẽ trở thành bậc thầy của những trải nghiệm của chính mình đó. Thành ra khi số 7 nó có một năng lượng bậc thầy, cho nên ở cái năng lượng hai con số 7 này, cái người mà không biết chấp nhận sẽ nhận được cái sự mất mát thậm chí rất là đau, nhưng cái người biết chấp nhận và củng cố quay về với chính mình, xem những cái sự hiểu của mình, gọi giống như gọi là độc thoại với mình và giống như review lại hết cái hành trình của mình đi, và mình nhận ra được tất cả những cái bài học, những cái món quà trong những cái trải nghiệm của chính mình, thì lúc này chính là cái lúc bạn sẽ có cơ hội để giảng dạy, có nghĩa là bạn sẽ chia sẻ lại những cái sự trải nghiệm của chính bạn, đúng không ạ? Tại vì bạn đã tận tụy đón nhận nó rồi, bạn đã chuẩn bị nó rất là chu đáo, bạn đã củng cố rất là tốt, bạn đi đúng cái lộ trình của cái năm củng cố, cho nên bây giờ bạn mang những cái ý đó ra, giống như gọi người ta nói là giống như nhà tâm lý học Louise Hay viết ra cuốn sách Chữa Lành Nỗi Đau đó các bạn, thì bạn sẽ biết là cả cuốn sách gọi là tin vào chính mình nữa, cho nên thành ra là I can do it, thì bạn có thể lấy những mua cuốn sách đó về đọc. Thì khi mà đứng trên được cái nỗi đau, tức là vượt qua được cái nỗi đau của mình và rất là tỉnh thức, thì sẽ mang cái điều đó ra để chia sẻ với mọi người luôn nha. Thay vì mình cứ vật vật vã với nó thì mình hãy nhận nó là một bài học, và từ đó bạn sẽ trở thành một bậc thầy. À, thành công, thông điệp tới thời điểm này tháng 7 rồi, vì chuẩn bị mình chuyển sang tháng thứ 8 là nó đã giao thoa với cái năm số 8 rồi, cho nên đến tháng thứ 7 này Kiều Gia trao cho các bạn thêm một cái thông điệp rất ý nghĩa nữa là về thành công. Thành công không dễ dàng bỏ cuộc, thành công là không dễ dàng bỏ cuộc, là chính là bạn đã thành công rồi đó. À, có nghĩa là bạn trong thất bại là bạn cũng không bỏ cuộc, bạn đủ tỉnh thức để bạn vượt qua đón nhận những món quà, thì đó là thành công. Cái mà bạn bị thất bại thì mình gọi đó là lực đẩy, và hiểu đó là lực đẩy để giúp cho mình sớm về đích hơn. À, cái điều này là nó rất là cái thông điệp này là một thông điệp rất hay nữa. À, các bạn nương vào cái năm số 7 là cái năm của cái sự củng cố và vượt qua chính mình, cũng giống như bạn coi cái phần clip này, bạn xem nó như là một cái chuỗi, có một cái phần gọi là chữa lành để bạn bạn quay lại với tất cả những cái nỗi đau trong quá khứ, những cái vấn đề trong quá khứ của bạn, bạn biết ơn nó để nó cho bạn một cái nấc thang mới để chạm đến mục đích của bạn. Cái thông điệp này là gì? Cái nỗi đau đó, bạn xem nó như là một cái lực đẩy, và chính cái lực đẩy này nó giúp cho bạn đi đi xa hơn.
chạm đến đích nhanh hơn, thì bạn sẽ rất là biết ơn với những vấn đề đã xảy ra với cuộc sống của bạn. Thì có thể chia sẻ cho bạn một cái ẩn dụ này rất là hay về mỗi con một con lừa nó bị rớt xuống hố, được không ạ? Mình ẩn dụ này, nó rớt xuống hố, thế là ông chủ của nó mới thấy rằng là không cách nào để mà đưa nó lên được, đúng không ạ? Thế là ông chủ mới mới đổ đất xuống cái hố đó. Nhưng mà bản thân con lừa lại thấy đó là một cơ hội, được không các bạn? Bản thân con lừa thấy đó là một cơ hội, nó tận dụng cái việc đất xuống cái hố đó, bắt đầu còn nó làm, nó tìm cách để nó biến cái hố thành những nấc thang, và nó đầu nó đã đi lên được khỏi cái hố đó, mà nó đi lên được cái đoạn, thoát khỏi cái sự gọi là cái sự chết chóc của mình. Thì điều này có nghĩa là gì? Bạn hãy biến những cái khó khăn đó trở thành cơ hội, để trở thành những nấc thang, những cái đòn bẩy để đẩy bạn đưa về đích nhiều hơn. Cho nên đây là cái năm mà bạn thấy rằng là chính là cái năm cho bạn rất là nhiều cái sự trải nghiệm tỉnh thức. Kiều đã trải qua cái năm đó và Kiều nhận được rằng là nếu như không có cái năm đó xảy ra thì mình đã không có ngày hôm nay. Mình sẽ không có được những cái sự hưởng thụ năng lượng, gọi là mình tận hưởng được những cái dòng chảy năng lượng tiếp theo. Thành ra là hãy biết ơn cái hành trình đó, vì năm đảo chiều và sẽ tấp để lên một cái đỉnh cao rất là trưởng thành của bạn ở năm cá nhân số 9. Cho nên là ngoại hãy biết ơn cái năm cá nhân số 7, được không ạ? Và bây giờ các bạn ơi, các bạn tham gia ơi, mình nhẹ thở nha, thở phào nhẹ nhõm nào, thở phào nhẹ nhõm nào. À, và biết ơn những cái hành trình số 7 đã cho cho mình một sự cảnh gọi là củng cố thành công nào. Những cái bạn nào đang trong năm cá nhân này và đang xem cái clip này, hoặc là sau này các bạn đến với những cái năm cá nhân này thì các bạn có thể xem lại cái clip này, bạn sẽ cảm thấy bạn như là được feel với chính nó ha. Ôm lấy chính mình, biết ơn những cái hành trình đã được trải nghiệm của năm số 7 để mình tận dụng được cái sức mạnh tiếp theo, là đòn bẩy, là lực đẩy cho mình đến đích nhanh hơn. Và ngày 1 tháng 8 là bắt đầu có sự giao và ảnh hưởng của năm cá nhân số 8, được không ạ? Tháng 8, và thầy nói là ngay từ bây giờ bạn bắt đầu hiểu lý do của những hy sinh trước đó. À, lúc này con số 8 là con số của sự thông thái, đúng không ạ? Và con số của sự độc lập. Hai cái ý nghĩa này nó mang cho bạn cái sự thông thái, nó cho bạn biết được rằng là bạn đã hiểu rồi. Những hy sinh trước đó, những cái sự phải chừng lại để củng cố lực lượng trước đó, bạn đã hiểu và ngộ ra, nhận được bài học. À, tháng này bắt đầu bạn thấy rất là nhẹ nhàng, tâm bạn bắt đầu nó được mở rộng. À, và đặc biệt nhận thức về, nói chung là nhận thức của các bạn sâu hơn, của bạn đã mang lại cho bạn những cái sự, nhiều cái sự khôn ngoan để sử dụng trong việc ra quyết định đúng đắn. Lúc này chính vì bạn đi đúng cái dòng chảy của sự củng cố của những từng tháng của năm số 7, nên đến tháng số 8 này bạn đã có rất là nhiều sự hiểu sâu sắc, được không ạ? À, để cho bạn có được những quyết định khôn ngoan, những sự lựa chọn khôn ngoan để cho bạn ra quyết định đúng đắn. Bạn biết bạn nên làm gì, như thế nào, quyết định ra sao, ý tưởng nào cần loại bỏ, ý tưởng nào cần tiếp tục, công việc như thế nào, để cho bạn có một lộ trình cho cái việc vượt dốc, vượt đỉnh cao ở phía trước, được không? Chúc mừng cho các bạn đã đến với tháng số 8 của năm số 7. Nhẹ nhàng chưa? Thấy không? Thấy năm số 7 mình chỉ trải qua từ hồi tháng số 10 của năm số 6 là bắt đầu mình giao thoa, đúng không? Tức là đến tháng số 8 của năm cá nhân số 7 là đã chuyển sang năng lượng của năm cá nhân số 8 rồi. Thành ra là bắt đầu mình nhận được những năng lượng tươi mới mới này. Và tháng số 9 này là sự thay đổi diễn ra. À, bạn có thể cảm thấy cuộc sống bạn trở nên rất là nhẹ nhàng hơn. Bây giờ nó có rất là nhiều cái sự thăng hoa ở đây, và tháng này là tháng giúp cho bạn tái tạo và có thêm nhiều cái sự tự tin, với con năng lượng của con số 9 nó mang lại cho các bạn. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này trở nên bình an, hạnh phúc hơn. Cái năng lượng con số 9 là con số của trách nhiệm, và con số của lý tưởng. Và với trong năm số 7 này là bắt đầu bạn đi, nó đến, nó giống như bạn coi một cái, bạn leo lên được, giống như cái con lừa kia được leo lên được dốc vậy đó, trong cái hố đó, những bậc thang đó, những cái, thay vì đất đó sẽ lấp lấp bạn đó, nhưng nếu bạn đã chấp nhận cái chết ngay lúc đó thì không có gì xảy ra. Nhưng vì thấy đó là cơ hội thì bạn sẽ nghĩ ra được ý tưởng. Cho nên bạn phải nhớ một điều rằng là khi mà thử thách đến với mình
Đó là cơ hội gọi là trước ở phòng năm đáy số 4, kiểu nói một ý không biết kiểu bạn còn nhớ nếu bạn nào đã theo dõi hành trình này, đó là no choice, create choice. Có nghĩa là khi không có sự lựa chọn nào, bạn sẽ tạo được sự lựa chọn mới. Và khi mà bạn nằm ở cái năm đáy này thì nó giúp cho bạn hiểu bạn là ai, bạn đến một đời này là làm gì. Nó giúp cho bạn hiểu về chính mình, vì chỉ có khi nào bạn phải hiểu được chính bạn thì bạn mới có được đủ định lực, năng lực và tài lực để mà mình vượt ra được khỏi cái hố này thôi. Cho nên cái năm đấy là cái năm cơ hội để các bạn hiểu được cái sức mạnh thực chất nhất của bạn là gì và sự sáng tạo, năng khiếu của bạn thực sự là gì để bạn có thể vượt thoát được khỏi cái đáy này. Cho nên hãy biết ơn vì cái năm này nó sẽ xảy ra với các bạn. À, tháng số 9 còn ý nữa là nếu như bạn vẫn tiếp tục chiến đấu với cái tôi cao của mình thì những hy sinh nó chắc chắn sẽ tiếp tục đến với bạn. À, ý này là dịch ra nguyên thật của thầy đó. Có nghĩa là mình vẫn khăng khăng cố chấp rằng là mình không có coi đây là năm củng cố, và bạn sẽ nhận được những cái sự hy sinh tiếp tục. À, nhớ nha. Và tháng số 10 của năm số cá nhân số 7, sự tự tin của bạn được tăng cường rất là mạnh. Tự tin, sự tự tin của bạn, đúng không? À, keyword là sự tự tin được tăng cường hơn. À, bạn cũng nhận được rất là nhiều bài học giá trị và điều đó đã giúp cho cuộc sống của bạn được cải thiện hơn về cả sức khỏe và tài chính. Đến đây là bắt đầu bạn được nở nụ cười theo cái kiểu đón nhận những cái sự gọi là đền đáp, những cái sự cố gắng với những bạn đi đúng dòng chảy sẽ không bị nhận những thất thoát mất mất mát của cái năm đáy số 7. Và đến tháng số 10 là bạn đã nhận được những lợi ích của năm cá nhân số 8 rồi, thì đến tháng số 10 này bạn sẽ có được những thành quả cải thiện hơn về mặt sức khỏe cũng như tài chính của bạn, mọi thứ bắt đầu thuận duyên hơn với bạn đó, được không ạ? Rồi tháng số 11 thì con số 11 là con số của trực giác, cho nên điều mà nhắn nhủ với các bạn là hãy tự tin và tin về trực giác của mình. Hãy để trực giác mình nó dẫn lối mình tiếp tục, à, để có những quyết định nó thuận với bạn và nó hợp với bạn hơn, được không? Hãy lắng nghe mình hơn. Và khi mà bạn sử dụng sức mạnh của con số 11 là cái con số của trực giác thì lúc này những quyết định của bạn nó sẽ khôn ngoan, và nó giúp cải thiện cái kết quả của bạn đáng kể nhờ vào cái sự độc lập và tinh thần trách nhiệm. Ở đây là gì? Một cái người mà họ sống gọi là độc lập, và nó là sống mà có độc lập nó được luôn đi kèm với tinh thần trách nhiệm các bạn. Tại vì một cái người mà sống độc lập có nghĩa là họ không phải là độc lập là sự tách biệt với mọi người, mà tại vì bản thân họ muốn họ được có một cái sự trách nhiệm trong việc giải quyết và làm bất kỳ một cái điều gì cho người ta. Người mà làm việc độc lập, người đó rất có tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là nó hằn sâu ở bên trong, trách nhiệm cho tập thể luôn á. Thì ra bạn đừng có thấy những người mà gọi là con số 8, số 8 ví dụ như con số chủ đạo số 8 đi, mà nó ở con số này số làm việc độc lập, cho nên mình kết luận là những người này không biết làm việc đội nhóm. Điều đó nó chưa hẳn là như vậy, mà họ đằng sau đó nếu như cái năng lượng của họ đúng theo cái chiều hướng tích cực thì nó chính là tinh thần trách nhiệm rất là cao. Và hãy lắng nghe cái trực giác sử dụng năng lượng con số 11 của tháng số 7, và từ đó mình ra những quyết định, và nó dựa vào vì bạn là một cái người có trách nhiệm cho nên những quyết định của bạn nó sẽ rất là chuẩn và rất là tốt. Và nếu như mà bạn hiểu cái thông điệp là nếu bạn là một người sống độc lập và có tinh thần trách nhiệm thì những quyết định của bạn rất là khôn ngoan á, thì bạn sẽ không phải nói cái chữ giá như, và bạn sẽ không bị những cái tổn thất nào bất kỳ trong những chu kỳ tiếp theo. Cái ý này của thầy là hai cái này nó gộp lại ha, thì tôi giải thích cho các bạn như vậy. Có nghĩa là nếu như mình là một người khôn ngoan, biết lắng nghe trực giác của chính mình, tự tin và luôn luôn có trách nhiệm thì trong những cái quyết định của mình nó sẽ rất là khôn ngoan. Tại vì kết hợp giữa cái tính cá nhân độc lập là tinh thần trách nhiệm cao và cái trực giác của mình nữa, thì bạn hiểu được cái thông điệp này á, mà kết hợp được thì cái hành trình sau này của bạn sẽ không phải gặp bất kỳ những cái sự hy sinh nào khác nữa đâu ha. Rồi, cái tháng 12 của năm số 7 là các kế hoạch bây giờ trở nên
bắt đầu được khởi động để phát triển những ý tưởng mới. Lúc này bạn bắt đầu sinh khởi ra những cái ý tưởng ở đây là làm mới cái công việc hiện tại và mang nó đến một cái hiệu quả cao hơn cho cái hành trình tiếp theo. Bắt đầu nó giao thoa với cái năm cá nhân số 8 và hành trình năm cá nhân số 9 rồi. Cho nên thành ra là đây là một cái tháng giống như hồi mấy cái tập trước các bạn nhớ không? Là cái tháng số 12 lúc nào cũng là sẽ nói là cái tháng là quay về củng cố rồi có sự hiểu sâu sắc hơn. Riêng cái tháng số 2, 12 và năm số 7 này thì thầy lại cho mình một cái sự khởi sắc, đó là lại là cái cơ hội để cho mình khởi động và mình phát triển những ý tưởng mới hơn cho cái hành trình ở phía trước của mình, được không ạ? Và một cái ý là rất là hay, cái thông điệp kỳ để nguyên cái từ tiếng Anh đó, go for it, cứ liều thử đi. Một năm tuyệt vời đang đến và dẫn đến cho bạn một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ đó. Thành ra bạn ơi, năm số 7 hãy trân quý nó, không cái sự tĩnh lặng không bao giờ bạn có thể tìm thấy khi mà bạn không biết tận hưởng nó. Vì khi mà cái dòng chảy của cái năng lượng của con số 8 và số 9 nó làm cho bạn có rất nhiều sự dồi dào để mà phát triển về sự nghiệp cũng như sự cân bằng về đời sống vật chất tài chính của bạn, nó tùy theo mức rung động của con số chủ đạo của bạn cộng với con số xuất hiện trên cái kim tự tháp ở năm cá nhân số 5 nữa, số 9 nữa ha, nó sẽ quyết định nhiều thứ cho bạn cộng với những trải nghiệm của chính bạn. Và bây giờ thì cũng hết 12 tháng của năm cá nhân số 7 rồi. Và thông điệp để kết thúc cái chương trình của chuỗi cái năm cá nhân số 7 là bạn hãy biết tìm ra được cái động lực để mình thay đổi thì mình càng dễ dàng thay đổi. Mọi cái sự thay đổi của bạn nó xuất phát từ cái động lực để bạn thay đổi. Cho nên ba cái bước mà Kiều có chia sẻ với các bạn trong cái phần vừa rồi đó là cái ba cái bước để tìm ra cái động lực để bạn thay đổi. Thì nếu như bạn cảm thấy cuộc sống của bạn nó chưa có kết quả khá hơn thì bạn hãy quay về với việc thay đổi những cái thói quen cũ mà nó chưa mang lại hiệu quả cho chính mình để có những thói quen mới hơn bằng cách thay đổi động lực. Mình có thể viết ra ba cái bước rất là đơn giản để mình thay đổi cuộc sống của mình ha. Và đây là cái group gia viên, các bạn có thể tham gia vào cái group để nhận những cái pass để tham dự chương trình trực tuyến hoặc là link web để đăng ký tham gia các cái khóa học miễn phí. Rồi, các bạn yêu thích kênh này đăng ký kênh, và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng vài phút để mình tiếp tục vào cái chuỗi năm cá nhân số 8, đúng không ạ? Năm cá nhân số 8. Và các bạn tham gia trực tiếp trong chung ngày hôm nay thì học luôn năm cá nhân số 8. Còn lên up trên YouTube thì Kiều sẽ tách ra hai cái clip, một cái clip của năm cá nhân số 7 riêng, clip năm số 8 riêng. Bạn vào cái danh sách khác của thần số học ở trên YouTube TC Hồng Kiều để các bạn xem ha. Rồi, biết ơn, yêu thương các bạn. Ok, các bạn yêu dấu ơi, năm cá nhân số 7 thấy hồi hộp mà thấy nó nhanh không? Nó qua rất là dễ dàng và rất là êm ái. Và nó là một cái chìa khóa, là cái nấc thang, là cái lực đẩy để cho bạn đi rất nhanh ở cái đỉnh cao trước tiếp theo. Thành ra là đừng bao giờ nghĩ nó là một cái năm mà mình phải nhúng chìm trong cái sự khổ, mà đây là cái năm mà để cho mình đảo chiều. Mình thường hiểu sự đảo chiều này giống như là đảo xoay về bên trong, luyện nội lực để bắt đầu đón nhận những năng lượng mới hơn, được không?